សួស្តីបាទតកានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់អេដមីនមួយទៀតហើយនៅក្នុងបាទវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបការចូលទៅបាទ YT Studio ដើម្បីមើលថាតើវីដេអូ គាត់ធ្វើបាទ chúng tôi sẽ bóng ôn dưỡng và tôi ta channel YouTube nó cứ từ tụ bàn nơi monetize nữa và đôi giờ channel bọc trong này cứ từ ta từ tụ bàn monetize trong mùi sapana đại tế và đồng bây mưa thật ta bỏ tiền mưa video bỏ dưỡng dưỡng cho một căn vài thì studio máu hay dưỡng cho bị thả nó lịch tịch và bóng ôn nó không mưa tam đại bọc trong cho tới bạn dương chạch máu thay dương ô bì đam từ chuối và dương ô rộp bì thà bà ô điến và dương chạch lên nâng máu bần to một tiết cứ dương thua ca ô viê tơ khẳng kéo và dương ô mùi muối và rộp bì chi bì xong lê thà bà chô gra phí ní dương bà chạch lờ bịa nâng tới bà bị đón á bà mà đón các bạn á bà cứ khơi nhà hai bà đi cứ chia chùm nuôn nè đài ở cái bật tê rưu cô bật tê tìm muốn cứ xâm rạp sống video bọc sống channel YouTube bọc sống cứ ở Campuchia mưa tràn trên kế cứ rô hô ta đó bà sắp rầm pí bà chạch rầm bày phía rối bần to tiết cứ bà bà tê bà xím miền đồ chìa Việt Nam Indonesia, và United States, và Myanmar, rồi có phùng miền nữa, nâng Brazil, và Philippines, và Malaysia, và Korea, nâng Brazil, Japan, và Brazil tràn mờ video bò dương chẳng cứ dương ai từ ban nơi chấm nồi riêng cái thà cua sống nữa, bình một dương và អរគុណបានចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនយើង YouTuber ថ្មីៗហើយបងប្អូនយើងអ្នកចាស់ហ្នឹងក៏បានដឹងអំពីវិធីនេះហើយប្រសិនបាទជាពេញចិត្តនៅឆានែលរបស់មានសូមកុំភ្លេចជួយបាទចុច Like និង Subscribe ដាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះថ្មីៗលើក្រោយជាបន្តទៀតកណៈពេលនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ